Xin chào các bạn. Chúng ta thường hay phải đi ra tiệm rửa xe, và nếu như chúng ta ở nhà muốn rửa thì cần phải có hệ thống vòi xịt, cần phải có nước, rồi rất là nhiều dụng cụ khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ rửa xe bằng một phương pháp mới, đó là cái chai này chúng ta sẽ rửa khô, nó vẫn là dung dịch bọt tuyết, và chúng ta rửa xong thì chúng ta sẽ dùng cái khăn lau lại thôi, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái chai này xịt lên cái dàn áo. Các bạn có thể thấy là rất là nhiều cát. Đây, cát và dơ bẩn. Và bây giờ mình sẽ xịt lên. Và với cái dung dịch rửa xe này thì chúng ta phải sử dụng với khăn này. Cái khăn này là của hãng 3M. Các bạn nên nhớ một điều, đó là chúng ta khi mà lau thì chỉ lau qua một lần, không có lau đi lau lại, vì khi mà lau đi lau lại nó sẽ cuốn bùn đất trở lại và làm chảy cái nước sơn. Rồi, lau một lần. Trên đây chúng ta cũng lau một lần. Nếu như các bạn muốn lau lại một lần nữa thì các bạn sẽ lật cái mặt khác của cái khăn để mà lau. Có thể thấy là dàn áo nó rất là sạch, sạch bóng. Chúng ta sẽ thử lại với cái vị trí phía dưới đây dính nhiều cát đất hơn. À, lật cái mặt khác để lau lại. Các bạn có thể thấy là nó bóng loáng trở lại, rất là đẹp. Ngay chỗ này nó có rất là nhiều bụi dơ nè. Dùng khăn lau lại một lần. Rồi, lật cái mặt sạch, chúng ta sẽ lau lại một lần nữa. Vâng, các bạn có thể thấy là cái dàn áo nó trở lại mới như là chưa đi dơ sền đất. Đây là cách các bạn tự rửa xe tại nhà với cái chai rửa xe. Vâng, mình vừa hướng dẫn các bạn cách mà tự rửa xe tại nhà với cái chai rửa khô của Thunder. Thì một lần ra rửa xe các bạn sẽ tốn khoảng 30.000, và nếu 10 lần là khoảng 300.000. Còn nếu các bạn tự rửa tại nhà với cái chai này thì chai này 95.000. Nếu mà mua chung với cái khăn 3M thì khoảng 120. Các bạn có thể rửa được khoảng 10 lần. Tính ra vẫn còn rẻ nhưng mà hơi cực công một chút. Thật ra thì mình vẫn thích tự rửa xe tại nhà hơn, tại vì rửa theo ý mình. Xin chào các bạn.